Slater bức xúc trước tin đồn tạch visa. Cách đây vài ngày, cộng đồng đã rất bất ngờ khi Levy và đồng đội tại đội tuyển quốc gia không thể đến Macau tham dự Road to Asian Games. Vào lúc ấy, cựu huấn luyện viên SBTC Ren chia sẻ, ai dè đi làm visa có những thanh niên không làm tạm vắng tạm trú, xong làm visa lại cần giấy tạm vắng tạm trú, thế là cúc. Nhưng ngay ít phút sau đấy, huấn luyện viên Ren cũng chia sẻ, đây chỉ là thông tin anh nhận được, chứ không phải thông báo chính thức từ các đơn vị liên quan như Viresa. Tuy vậy, đã có không ít fan đồn đoán Slater là người gặp vấn đề trong quá trình xin visa, thậm chí cho rằng anh chính là nguyên nhân khiến đội tuyển quốc gia lỡ hẹn với giải đấu tại Macau. Dù đây chỉ là nguồn tin chưa xác thực, vậy nhưng trên các hội nhóm Liên minh Việt đã có không ít bài đăng tiêu cực về Slater. Kết quả là mới đây, Slater đã chia sẻ hình ảnh và khoanh tròn dòng chữ sống tại thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo đó là bình luận. Mình up một lần và không muốn nói về vụ này nữa nhé, khi không bị chửi mấy ngày qua cũng hơi khó chịu. Theo đó, Slater khẳng định bản thân không phải người không làm tạm vắng tạm trú như lời đồn những ngày qua. Không những vậy, bạn gái của Sọp, Lily, cũng lên tiếng xác nhận thông tin do Ren chia sẻ là sai. Bởi vậy, việc đại diện Việt Nam không thể góp mặt tại Road to Asian Games không liên quan gì tới vấn đề tạm trú tạm vắng.